Demo cho anh em nha. Laser DSLR 5W phía kia anh em nha. Đây. Để zoom to cho anh em thấy nha. Đó. Đây là chưa có khói gì nha anh em, tia tự nhiên thôi nhưng mà nó ra bằng này là em biết nó mạnh như nào rồi đó. 5W công suất thực nha. Đây là đang chiếu demo lên tường cho anh em xem này. Đó, anh em thấy sáng kinh chưa? Rất đẹp nha. Rất phù hợp cho anh em lắp nè, ba sàn nè, bia club nè, cà phê DJ nè, sân khấu tiệc cưới cho mấy anh em quánh DJ nè. Đó. Có rất là nhiều style trong này. Nếu mà anh em xài Woodshow thì ôi hàng trăm hiệu ứng luôn, và anh em có thể set chữ chạy ha. Chạy chữ gì theo ý muốn của anh em luôn. Và đây là mấy cái này là thư viện mới cơ bản thôi, đang đưa ra test mẫu cho anh em xem. Cực kỳ nhiều và tia rất là mạnh anh em nha. Tia tự nhiên mà nó như này thì em biết là có khói lên thì anh em biết nó nghĩ nó dày như nào luôn á, rất là đẹp. Đó, rất là nhiều ứng, anh em tham khảo ha. Đó. Công suất là 5W anh em nha. Giá rất là hợp lý, là mình nhập khẩu gần như là trực tiếp luôn, giá rất tốt. Đó, anh em quan tâm thì hãy liên hệ về số máy bên mình. Mình sẽ tư vấn báo giá trực tiếp cho anh em, có hỗ trợ setup cho anh em luôn nha. Số điện thoại 0938 641 445. Mình sẽ tư vấn báo giá cho anh em luôn. Đây là sơ nhập khẩu DSLR 5W anh em nha. Full chuẩn kết nối, đầy đủ tất cả các chuẩn. Anh em muốn chuẩn nào kết nối vô chỉnh cũng có hết. Đầy đủ luôn. Rồi, tạm biệt em nha. Rồi.